Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình của BQN TV 57.3. Sau đây là phần tin Á Châu. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ quyết định coi Afghanistan là đồng minh lớn phi NATO tiến từ Kabul. Trong chuyến thăm bất ngờ tới Afghanistan vào sáng nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ đã coi Afghanistan là một đồng minh lớn phi NATO, trao cho đất nước bị chiến tranh này nhiều quyền lợi sau khi Hoa Kỳ rút quân ra khỏi quốc gia này vào năm 2014. Bà Clinton đã tới Afghanistan từ Paris, nơi bà tham dự một cuộc họp gồm 100 nước về Syria, được gọi là những người bạn của Syria. Đây là cuộc họp lần thứ ba của nhóm, nhưng bị Nga và Trung Cộng tẩy chay. Bà Clinton cho biết tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm là vị trí mới này có hiệu lực ngay tức thì, sẽ khiến cho Afghanistan dễ dàng mua vũ khí quân sự của Hoa Kỳ. Đây là cuộc trao vị trí mới đầu tiên kiểu này của chính quyền Tổng thống Obama, sẽ đưa Afghanistan vào câu lạc bộ bộ tuyển chọn của các quốc gia được hưởng những đặc quyền quan hệ với Hoa Kỳ. Những nước khác cũng được hưởng quyền đặc quyền này gồm có Pakistan, Do Thái, Ai Cập, Nhật, Jordan, Nam Hàn, Argentina, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Với vị trí này thì các nước thành viên sẽ có quyền dự trữ phần cứng quân sự của Hoa Kỳ được hưởng lợi từ các chương trình vay bảo đảm của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, họ không được hưởng lợi từ những bảo đảm an ninh như các thành viên đồng minh phương Tây chính thức. Nhật Bản định mua đảo tranh chấp tên từ Tokyo. Chính phủ Nhật đang có kế hoạch mua đất chuỗi đảo đang có tranh chấp chủ quyền với Trung Cộng. Theo tờ Asahi Shimbun, chính phủ Nhật hôm qua thông báo với một chính trị gia dân tộc chủ nghĩa về kế hoạch này. Sự kiện có thể làm tái diễn căng thẳng tại vùng biển Hoa Đông bởi Trung Cộng cũng tuyên bố chủ quyền với chuỗi đảo mà người Nhật gọi là Senkaku, còn người Trung Cộng gọi là Điếu Ngư. Tờ báo Nhật cho biết các quan chức cấp cao của chính phủ đang thương lượng với những người chủ sở hữu đảo là gia tộc Kurihara với hy vọng là có thể hoàn thành kế hoạch mua thêm 3 đảo nữa cuối năm nay. Được gia đình Kurihara mua hàng thập kỷ trước từ con cháu của các người Nhật Bản và các quần đảo này nằm trong khu vực có nguồn thủy sản dồi dào và có thể chứa nguồn khoáng sản có giá trị. Chuỗi đảo cũng từng là nơi sinh sống của người dân Nhật trước Thế chiến thứ hai. Các vùng biển xung quanh chuỗi đảo là nơi diễn ra tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước gia láng giềng. Cuối năm 2010, tuần duyên Nhật bắt được một thuyền trưởng tàu cá Trung Cộng khi ông ta va chạm với hai tàu tuần tra Nhật, gây sóng gió ngoại giao nghiêm trọng giữa đôi bên. Và đội cứu cấp bãi biển cho biết, ngày hôm qua, hai người Nhật bơi ra đảo Kitakojima và ở đó trong vòng 90 phút. Đầu tuần này, các tàu Đài Loan đụng độ với các tàu tuần tra Nhật trong lúc các vùng nước gần chuỗi đảo. Hồi tháng 4, thì thị trưởng thành phố Tokyo là Shintaro Ishihara thông báo rằng đang thương lượng để mua các đảo cho thủ đô của mình. Ông đã nhận được 16.3 triệu Mỹ Kim tiền quyên góp từ người dân cả nước cho kế hoạch mua 3 đảo, Uos Urijima, Kitakojima và Minami Kojima. Gấu trúc con gây mâu thuẫn Trung-Nhật tin từ Tokyo. Một chú gấu trúc hôm qua chào đời tại Tokyo và đây cũng là nguyên nhân làm dấy lên mâu thuẫn ngoại giao giữa Trung Cộng và Nhật Bản. Cô gấu trúc Shinshin, 7 tuổi, nằm trong chuồng sau khi sinh con tại sở thú Unio của Tokyo, là gấu mẹ từ Trung Cộng cho Nhật Bản mượn 10 năm đã sinh con. Giới tính của gấu vẫn chưa được xác nhận, mặc dù gấu mẹ Shinshin đã bắt đầu ôm con trong lòng và cho con bú. Không chỉ là chú gấu trúc đầu tiên sinh ra tại sở thú Nhật trong 24 năm qua, nó còn là con gấu trúc đầu tiên được thụ thai tự nhiên. Theo điều khoản của hợp đồng cho mượn, chú gấu trúc con sẽ trở lại Trung Cộng trong 2 năm nữa. Dù tên của gấu chưa được quyết định, một đề nghị của chính quyền thành phố Tokyo đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Ông Shintaro Ishihara là thị trưởng Tokyo đã làm dấy lên sự bất bình từ phía Trung Cộng khi ông này đề xuất đặt tên là Sensen hoặc Kaku Kaku cho gấu trúc con một tuần trước khi gấu trúc ra đời. Cả hai cái tên này đều là tên tiếng Nhật của chuỗi đảo Senkaku, tức là điếu ngư mà Nhật Bản đang tranh chấp với Trung Cộng. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hồng Lỗi tuyên bố ý đồ của Ishihara nhằm làm xấu đi mối quan hệ Trung-Nhật là một hành động vụng về, sẽ làm hoen ố hình ảnh của Nhật Bản và Tokyo. Họ Hồng còn nói thêm rằng, dù phía Nhật có đặt tên gì, nó cũng không thể thay đổi thực tế rằng hai con gấu trúc thuộc về Trung Cộng và tương tự những cái tên Nhật Bản đặt cho đảo Điếu Ngư và các đảo kế cận cũng không thể thay đổi, thực tế là các đảo đó thuộc về Trung Cộng.
cấu trúc mẹ Shinshin và bạn đời Riri đến Tokyo sau khi được chính quyền thành phố Tokyo thuê với giá là 1 triệu Mỹ Kim một năm. Một người đàn ông đâm loạn tại trường đại học tỉnh Quý Châu tin từ Quy Chan. Một người cầm dao đã đâm chết hai nhân viên an ninh và gây thương tích cho một người khác tại một đại học ở miền Tây Nam Trung Hoa thuộc tỉnh Quý Châu vào đầu tuần này, được tìm thấy là có bệnh tâm thần, theo tin của Sở Cảnh sát địa phương. Người đàn ông 30 tuổi họ Du đã tìm cách để lẻn vào trường đại học Quý Châu vào lúc 12 giờ 38 phút sáng. Khi bị nhân viên an ninh chặn lại, thì hắn đã rút dao ra đâm loạn vào những người nhân viên này, làm cho ba người bị thương khi tìm cách ngăn cản hắn. Theo tin từ những nhân chứng, thì lúc đó là giờ ăn trưa, nên một số sinh viên cũng tìm cách can thiệp. Một sinh viên tên Giang Khoai Quan đã đá nhào tên này ngã lăn ra và sau đó mọi người súng lại bắt giữ được hắn. Hai nhân viên bảo vệ sau đó đã qua đời trong lúc được chữa trị tại một bệnh viện địa phương và trường học cùng các sinh viên đã tổ chức lễ tưởng niệm người này một ngày sau đó. Từng Quốc hội Mông Cổ tuyên thệ nhậm chức tin từ Ulaanbaatar. Từng Quốc hội Mông Cổ đã tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua trong buổi họp đầu tiên khai mạc phiên họp Quốc hội năm nay. Tổng thống Mông Cổ là ông Shakia Albert Dukchi đã chủ tọa buổi lễ. Ông Namsri Jaftulufsanyaf là chủ tịch của Ủy ban bầu cử đã loan báo kết quả chính thức và xướng danh của những người đắc cử. Theo đó, thì đảng Dân Chủ đã thắng 31 ghế trong kỳ bầu cử này, hơn đảng Nhân dân Mông Cổ đạt được 25 ghế trong tổng số 76 ghế tại Quốc hội. Liên minh Công lý được phối hợp bởi đảng Nhân dân Cách mạng và đảng Dân Chủ Quốc gia đã thắng tổng cộng 11 ghế. 5 ghế còn lại thuộc về các đảng nhỏ hơn và 3 ứng cử viên độc lập. Hiện vẫn còn 4 ghế dân biểu tại Quốc hội đang trong vòng tranh cãi và đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Hai trong số đó sẽ phải bầu lại vì các ứng cử viên không đạt đủ số 28% tổng số phiếu cần thiết. Sau buổi lễ tại Quốc hội, việc thành lập một nội các mới sẽ là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng, với sự kiện là không có một đảng nào chiếm đa số, việc thành lập một chính phủ liên minh là điều chắc chắn phải xảy ra. Quốc hội Mông Cổ, hay còn được gọi là Hura, là quyền lực tối cao và nắm giữ việc soạn thảo và ban hành luật pháp. Nhiệm kỳ của các dân biểu là 4 năm. Mông Cổ được coi là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong năm 2011, với tỷ lệ phát triển lên đến 17%. Ngoài ra, quốc gia này còn đạt tỷ lệ về chăn nuôi với tổng số gia súc gia cầm lên đến 50 triệu con. Lũ lụt gây ảnh hưởng giao thông tại Trung Quốc tin từ Danba. Mưa lớn đã gây lụt lội cho một xa lộ vào sáng ngày hôm nay ở vùng Tây Bắc tỉnh Tứ Xuyên, làm ảnh hưởng đến đời sống của dân cư. Mưa liên tục trong những ngày qua đã làm cho mực nước ở các sông tại quận Danba dâng cao, cũng như tại khu vực tự trị Gansi của Tây Tạng. Một đoạn đường dài 100 thước trên xa lộ 211 đã bị phá hủy, trong khi những đoạn đường khác cũng bị hư hại trầm trọng. Sở Giao thông tại Danba đã phải đưa máy móc và người đến sửa chữa, nhưng tuyên bố sẽ phải mất ít nhất là 2 tuần mới sửa chữa xong, với khoảng 500 thước đường bị ảnh hưởng. Thêm vào đó, thì những vùng chung quanh khu xa lộ này cũng bị nước ngập, nên rất khó để tái lập giao thông. Mưa cũng đổ tại thành phố Jiaxing ở vùng Tân Cương suốt từ hôm thứ Năm cho đến nay, gây ngập lụt cho 240 căn nhà, 133 hecta ruộng và nhiều đường lộ trong khu vực này. Hơn 1.200 gia súc bị nước cuốn trôi. Sở Cảnh sát địa phương nói rằng họ đã cứu được 1.230 người, 800 con thú và 230 xe cộ. May mắn là không có người thiệt mạng trong vụ lụt này. Hồng Kông tịch thu 650 kg bạch phiến tin từ Hồng Kông. Nhân viên hải quan Hồng Kông cho biết họ đã phát giác vụ buôn lậu cocaine lớn nhất trong lịch sử của thành phố này. Hôm qua, các giới chức đã cho báo chí nhìn thấy 650 kg cocaine bị tịch thu, trị giá ước chừng 98 triệu Mỹ Kim. Hải quan Hồng Kông dựa vào mật báo của nhân viên bài trừ ma túy Hoa Kỳ đã tịch thu số cocaine này hôm thứ Tư trong một chiếc container vận chuyển từ Ecuador và được xe tải chở tới một nơi hoang vắng ở Tân Giới. Ba người, kể cả người tài xế xe tải, đã bị bắt để thẩm vấn. Người đứng đầu phòng điều tra tội phạm ma túy của Hải quan Hồng Kông, ông John Lee, nói rằng cảnh sát Hồng Kông nhất quyết không để cho nơi này trở thành một địa điểm trung tâm vận chuyển ma túy. Ông Lee cho hay cuộc điều tra về vụ buôn lậu này còn đang tiếp diễn. Đổi thuốc cũ lấy trứng gà tươi tại Thái Lan, tin từ Ayutthaya.
Khoảng 100 người dân tại Ayutthaya đã xếp hàng tại một giảng đường ở địa phương trong ngày cuối của một chương trình do chính phủ Thái Lan phát động, đó là để đổi những loại thuốc cũ hoặc không dùng tới để lấy trứng gà tươi về ăn. Chương trình kéo dài một tuần lễ trên toàn quốc đã khởi đầu từ hôm thứ Hai nhằm khuyến khích người dân không nên sử dụng những loại thuốc Tây đã quá hạn hoặc chuyển cho những người khác để dùng mà không có sự đồng ý của bác sĩ. Ông Somphone Ponsuehot là giám đốc dưỡng đường này nói rằng Bộ Y tế Thái Lan đã nghĩ ra phương cách đổi thuốc cũ lấy trứng và với số lượng thuốc cũ được đưa tới đã làm cho mọi người bất ngờ vì quá nhiều. Đa số là những thuốc đã hết hạn và rất nguy hiểm cho người dùng. Riêng ở dưỡng đường của ông đã thu nhận được 1 triệu viên, có nghĩa là chất đầy một chiếc xe vận tải 6 bánh. Các viên chức cho biết, nhân dịp này các viên chức chính phủ cũng thu nhận những tin tức từ các bệnh nhân. Họ cho biết là khi bác sĩ cho thuốc, họ chỉ dùng một phần và sau đó chuyển cho những người thân trong gia đình khi có những trường hợp bệnh giống như họ, cho dù những người này không hề đi khám bác sĩ và cũng không biết là có chữa trị cùng một triệu chứng hay không. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin tức của Đài Tuổi Trẻ Hải Ngoại BQN TV 57.3. Cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an vui, nhiều sức khỏe.